chị áo đen và chị áo trắng đang tranh nhau một bé phốc sóc dễ thương. Vị cứu tinh xuất hiện rồi, chị áo đen buông bé sóc để chạy theo tình yêu đích thực, còn đây là tình yêu của chị áo trắng, hi hi. Mọi người ơi, ra đây mà xem hai bé phốc sóc mini dễ thương cùng bị cô chủ đuổi khỏi nhà rồi nè. Quần áo sách và đồ chơi của hai bé sóc đều bị ném ra cửa rồi. Có ai nhận nuôi hai bé không nè? 1, 2, 3, túi sách phốc sóc mini dễ thương chưa nè mọi người ơi. Các bé ấy thu hút mọi sự chú ý luôn, đi chơi cũng được ăn xúc xích miễn phí nè. Giới thiệu với mọi người, đây là chiếc giường ngủ siêu êm của năm bé sóc dễ thương nhà mình. Ui, chị làm các bé thức giấc rồi, các bé ngủ tiếp nào. À ơi, cặp đôi áo đen phối hợp địch đánh cắp bé sóc dễ thương của chị gái áo vàng. Nhưng bé sóc là cuộc sống của chị, chẳng lúc nào rời xa đâu. Tự dưng có tiền mua xúc xích cho bé nè, hi hi. Mọi người ơi, ra đây mà xem gấu lầy chơi trò ném vòng trúng thưởng phốc sóc mini nè. Wa wa wa, ném giỏi quá, trúng liền 4 bé sóc dễ thương rồi. Bà chủ ôm chân níu kéo nhìn mắc cười chưa ha ha. Chị vịt vàng ôm 5 bé sóc ngồi thơ thẩn dễ thương quá nè mọi người ơi. Nhưng chỉ một phút lơ đánh của chị vịt, hai bé sóc đã về với đội của các anh sao hỏa rồi. Người ngoài hành tinh cũng yêu bé sóc. Anh chàng này biết bé sóc dễ thương thích ăn kẹo mút nên định mua chuộc tình cảm. Ai dè cô chủ đã cần bé sóc mút kẹo vì sợ sâu răng. Cô chủ chỉ cần tình yêu của bé sóc là đủ rồi, hi hi.